Chiều nay tại Đà Nẵng, cụm thi đua số 3, ban tổ chức trung ương tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023, các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự hội nghị có ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, vụ trưởng vụ địa phương 2, ban tổ chức trung ương Cao Hoàng Sơn, trưởng ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Thượng Hải cùng chủ trì hội nghị. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2023, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành đã phát huy trách nhiệm thực hiện hiệu quả các công việc của ngành. Nổi bật là chủ động và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, chủ động tham mưu cho cấp ủy, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở ban ngành của các địa phương đảm bảo chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đào tạo bồi dưỡng cán bộ và chính sách cán bộ đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng 6 tháng cuối năm 2023 là thời gian có ý nghĩa quan trọng quyết định việc hoàn thành chương trình công tác năm 2023, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ban tổ chức 13 tỉnh thành ủy trong khu vực, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.